Chào anh em, mình thì không phải là nhân viên kinh doanh, nhưng mà tại vì mình Giờ cũng là giống như là khách hàng, do đó là mình đó là cái người mà có những mình đặt cái địa vị mình vào. Khách hàng nghĩ là không phải mình bán để mà mình lấy lợi nhuận, mà một bên cạnh đó mình giúp cho khách hàng mình có an toàn. Người ta nghĩ gắn camera được rồi, ông chồng thấy camera nó sợ rồi, chứ giờ ông chồng đâu có sợ đâu, đúng không? Vô xịt sơn, lấy bao ni lông đen nó chùm lại, nó bịt mặt nó lại, thì camera nó biết là camera quay lại thấy cái mặt nó bịt mặt thì cũng không có làm gì được hết. Thì cái ăn trộm bây giờ là sợ báo động nha, luôn luôn mình ăn trộm bây giờ, kẻ gian bây giờ nó sợ báo động. Và ngoài ra camera này nó có báo cháy được không? Cháy nhà có báo không? Không báo, đúng không? Rồi quay lại cảnh rất thương tâm là camera coi lại là thấy nhà nó bị cháy, mất đồ, chết người gì đó thôi. Thì ngay từ đầu dân mình phải lại lần lần có cái thói quen là phải bảo vệ chính mình bằng những cái hệ thống alarm này. Tại sao bây giờ mình thấy ở nước ngoài á, ở Mỹ ở đâu này kia là camera nó chỉ gắn trong những cửa hàng, gắn trong những cái chỗ kinh doanh này kia thôi, còn tất cả nhà dân gần như là 100% là người ta đều gắn alarm hết để chống trộm, để báo động, mà không phải chống trộm không, mà quan trọng nhất là chống cháy. Cái cháy nó quan trọng lắm, đúng không? Trộm thì còn mất mất tài sản, với cháy cái là mất mạng như chơi. Do đó là cái báo cháy nó quan trọng, mà báo cháy bây giờ nó cũng rẻ nữa, và nó kết nối thông dây. Ví dụ như người ta gắn camera rồi, người ta đâu cần đi dây nữa đâu, ta gắn để cái alarm đây, cái báo cháy làm kia nó phát sóng lại. Thì đó là những cái mà một khi mà mình đã, đúng không, rất là nhẹ này, mỏng này, nhưng mà nó có vỏ chỗ nào. Ví dụ như là nó vừa xài được cái thẻ RFID, nó mỏng, nó thẩm mỹ, để động được hết thẩm mỹ, đúng không? Nó thẩm mỹ luôn, mỏng, cất giấu được. Rồi cái quan trọng nữa là vừa có wifi, vừa có 3G luôn, 4G luôn. Để làm cái gì? Ví dụ như là mình xài 3G mình sẽ tốn tiền, ở trong nhà có wifi, nhưng mà chỉ cần mất wifi một cái là nó chuyển đổi qua 3G liền, là nhà mình nó an toàn, đúng không? Và thứ ba nữa là một cái mà ít người để ý á, là cái bộ này á, nó giấu kín được, nó phá cửa nó vô báo động, nó hú thì nó lấy đồ lại nó đập. Cái bộ này nó đập tại vì cái này gắn ở giữa nhà luôn, nó hú lại đập, đúng không? Nhưng mà may là nhờ cái này là có pin ở trong, nó đập cái này rồi nó tưởng là xong rồi, không ngờ cái này nó vẫn có sim và có pin dự phòng. Rút điện ra rồi nó vẫn âm thầm, nó gọi điện thoại cho chủ nhà và cho công an. Do đó mình mới nói là cái này là ví dụ như nhà mình đây ấy, mình giấu ở trong các ngóc ngách rồi đó, đúng không? Và khi có những cảm biến mình gắn xung quanh. Và ở đây nó có một cái hồi nãy là như mình chưa nói là cái loa không dây nó rất là hay, đúng không? Cái loa không dây tức là nó kết nối với cái này, không cần đi dây. Khi có ai trộn vào cái trung tâm này á, nó phát ra cái loa đó, nó hú, thì cái trung tâm này mình giấu ở đâu đó, thằng ai trộn nó không biết, nó không có vô hiệu hóa được cái này nha. Nó khác, nó có nhiều nơi, ví dụ như nó vô nó thấy cái đầu ghi là nó rinh đúng cái đầu ghi đi là mất hết dữ liệu, đúng không? Hoặc là nó vô nó đập cái bộ trung tâm, những bộ trung tâm này không dây, nó đi cái loa nó hú, nó hoảng hốt rồi, nhưng mà nó nhìn xung quanh nó không thấy được cái loa đâu hết đó, không nhìn thấy được cái trung tâm đâu hết, thì nó không vô hiệu hóa được. Và rõ ràng là mình sẽ được báo động kịp thời để mình bắt cái gian hay cầm đuổi cái gian. Thì cái loa này nó hú là bảo đảm là thằng ăn trộm nó vãi đái luôn, không dây nha, để ngoài trời được luôn. Thì la thì khủng quá vậy. Lát nữa mình cắm vô cho các bạn này nghe luôn nha, cắm lên luôn. La này la khủng rồi.